Tí nữa lúc mà cô ca về đó thì Ru sẽ để thử những cái này lên trên bàn coi cô ca có bị lộn là đồ ăn hay không. Đây ca. Sao? Thấy gì đây? Ca. Gì vậy? Gì vậy? Cái này phải bánh không ca? Cái này phải bánh không? Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái đó cái gì vậy? À, cái đó ăn được không? Cái đó ăn được không? Ăn được không? Ăn thử coi. Ca ăn thử coi. Ý, cái bị lừa rồi. Ăn không có được nha, cái này đồ chơi thôi nha. Ca ơi. Cho mẹ hả? Ê, cảm ơn. Ê. Hello mọi người, lâu rồi Rương mới tìm được một cái bộ son thiệt là dễ thương mà nhỏ xíu để mà có một cái cảm hứng review cho mọi người, giống như là cái bộ son của ngày hôm nay. Rương vừa mới nhận được cái bộ son này luôn và mọi người thấy không? Trời ơi, đây. Rương vừa nhận được cái hộp này chiều nay luôn. Một set như thế này Rương đã mua với giá là 265.000 và nó có bao gồm 6 em bên trong. Tính ra là mỗi một em sẽ tầm 4624 đi. Khi mà Rui lên Amazon á thì Rui có tìm một số món để mà mua về review, thì Rui có vô tình thấy cái set son này. Xong rồi cái may mắn là khi Rui search tên tiếng Việt á thì có một số shop ở Việt Nam bán. Hơi tiếc là những em này thì đựng trong những cái túi ni lông như vậy, chứ phải chỉ có một set xinh xinh thì chắc là sẽ còn đẹp hơn nữa. Có một cái vấn đề là khi Rui bóc cái son cốm này đó, khi Rui bóc cái này nó đã bị ướt ướt trên cái tay của Rui rồi. Tức là giống như son nó bị chảy ra. Rui thấy trên Amazon á, người ta còn có những cái đế này nó màu vàng nữa. Rui nghĩ màu vàng á thì nhìn sẽ giống một cái cúp khác thật hơn. Bây giờ Rui sẽ cho mọi người xem dung nhan của các em. Giống như đang chơi đồ hàng hồi nhỏ vậy đó. Nếu như mà so với cái điện thoại của Rui đi, thì cái này nó sẽ như đây. Còn so với lại cái ngón tay của Rui, chắc cái này nó cỡ một đốt ngón tay. Và ở đây cái này là cái gì? Cái này là dâu. Xong rồi có sô-cô-la. Hai em này là cam. Cam dâu với lại một cái gì đó Rưu cũng không rành. Tại Rưu cũng không mê ngọt tới mức biết hết tất cả các loại topping của một cái cúp khác đâu. Cho nên là bạn nào mà biết thì cứ comment bên dưới, Rưu sẽ đọc và học thuộc dần dần. Vậy thì nhìn chung là những cái em này á, mà làm đồ hàng thì rất là xinh. Hay là những bạn nào mà kiểu chụp mỹ phẩm, chụp phụ kiện, shop mỹ phẩm, shop phụ kiện gì đó mà muốn chụp cái sản phẩm của mình, thì Rui nghĩ là đặt cái này lên xong rồi chụp từ trên xuống á, nó sẽ rất là dễ thương ha. Quay trở lại cái vấn đề chính, đó là những em này là son, cho nên là Rui cũng sẽ muốn test thử coi là nó như thế nào. Rui nghĩ á, cái em này là xinh nhất. Cái đây là cái em ở trên là có hẳn một trái dâu và ở dưới là kem luôn. Mở sao ta? Vậy đúng không? À, nó có cái nút gài nè. Hay. Một cái mùi Rui cảm giác giống như mùi nến. Không biết là cái mùi đó là mùi của cái son này hay là cái mùi của cái vỏ nhựa này, mà Rui sẽ thử nha. Hiện tại Rui thấy là nó hơi có màu một xíu. Tiếp theo Rui sẽ mở cái này ra coi làm sao. Ô, cũng giống nhau à. Vậy có khi năm cái này nó sẽ cùng một cái ruột, nó chỉ khác cái vỏ thôi. Ôi, y chang nhau, không khác gì luôn. Cái cốm này khi mà Rui mở ra thì nó bị lõm xuống. Mọi người thấy không? Giống như là người ta bảo quản cái này trong một cái chỗ bị nóng và nó bị chảy ra vậy đó. Bây giờ Rui sẽ bậm môi. Giờ môi Rui rất là lì nè. Xong rồi Rui sẽ test thử một trong số những em này. Hơi bóng một xíu. Rui nghĩ cái này làm son dưỡng cũng được, mà phủ lên trên một cái son màu giống như Rui đang làm hiện tại cũng được. Lên môi mình thì cái mùi nó dịu hơn, nhưng mà khi mà ngửi trực tiếp á thì cái mùi nó hơi nồng quá. Vậy thì người ta bảo là cái này có thể sử dụng như để làm đồ chơi cho các bé gái trên 3 tuổi. Nhưng mà nói thiệt là Rui
Rư nghĩ là phải lớn hơn. Thì thứ nhất là cái này nó dễ bị xước nè mọi người. Cái vành của cái này nè, đó, cái chỗ này cực kỳ nhọn luôn. Nãy giờ Rư bóc thì tay Rư cũng bị những cái lằn. Thì nói chung là nó hơi đau. Cái thứ hai nữa là mấy bé gái mà sử dụng những cái son dưỡng này và đôi khi mình không có biết thành phần của nó đó, thì nuốt vô bụng nó không tốt. Tại vì cái box này Rư nhận á, nó chỉ là một cái hộp giấy được gói lại thôi. Và cái này là của cái chỗ bán người ta gói lại chứ không phải của cái hãng này. Và thật sự đây là một cái hãng mà Rư không biết nó tên gì luôn. Tại vì ngoài cái vỏ ngoài xinh xinh ra thì trên cái bao bì này không hề có tên của một cái hãng nào hết. Vậy nên là mình muốn biết thành phần thì mình cũng không biết được. Mà mình muốn lên trên website của hãng để mình kiểm tra số liệu thông tin này nọ thì cũng không có. Và thật sự mà nói là cũng không biết cái này được sản xuất từ ngày tháng năm nào, lâu hay chưa. Với vấn đề an toàn sức khỏe thì Rư nghĩ là không nên đánh những cái này. Nhưng mà nói về độ dễ thương thì Rư vẫn công nhận là những em này quá mức dễ thương luôn á. Mình nhìn cái này mà mình nhớ lại hồi xưa mình chơi bán đồ hàng á. Vậy thì trả lời cho câu hỏi là có nên mua những cái này về sưu tầm không, thì Rư nghĩ là có, rất là dễ thương và rất là đáng tiền. Còn có nên mua để mà dùng như một loại son dưỡng hay không thì chắc chắn các bạn đã biết câu trả lời của Rư ha. Để tốt cho sức khỏe của mình thì là không. Và các bạn hỏi Rư là có hối hận vì đã mua cái bộ này không? Chắc chắn là không luôn, tại vì Rư thấy nó quá dễ thương. Tí nữa, lúc mà Coca về đó thì Rư sẽ để thử những cái này lên trên bàn coi Coca có bị lộn là đồ ăn hay không. Tại vì hôm bữa Halloween đó là Coca có ăn một cái bánh cúp khác, nó bự hơn cái này. Bánh cúp khác chắc bự bằng ba cái này chụm lại đó. Thì Coca cũng biết được cái hình dáng đó là cái bánh rồi, bánh kem rồi. Thì để coi hôm nay em có bị lừa hay không. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Rư nha. Mấy bạn đừng quên nhấn vào nút subscribe để tụi mình còn có thể gặp nhau ở mấy video tiếp theo.